dừa dừa ngày xưa. Bấm tay đây nè. Dừa. Đúng rồi. Có một cái dừa cái khu này là dừa. Cái này đúng là hái cộm nè. Cái này mới thật sự hái cộm đó. Cho phép hái cộm phải không? Không có con quay, đưa đi mở quay cho. Gì cơ? Cái cam đó. Cái cam đó, lấy đi hái cộm đi. Hái cái đi. Đây nè, cam này cam ấy. Để nó hai thứ, một thứ trong xanh. Quýt trong dưa. Đây không có quýt. Ừ, cam không à? Quýt đó mà quýt nè. Trời ơi, quay nãy giờ con trời con thân nó làm sao không biết, cũng mới vô. Tội nghiệp vậy. Thấy thương quá vậy. Thấy thương Thủy Nga Đà Lạt. Đẹp quá, cái hồng lăng bộ đẹp quá. Giờ nó bị gì ra lên đây? Tắt mở nó. Đóng đóng cái camera. Thôi. Được rồi. Giái đi.